Không anh ơi, ăn rồi. Nó ăn rồi. Giờ không xách là còn bỏ xuống. Ăn rồi. Món này cay quá, bố chỉ ăn được bánh mì thôi. Thua luôn bố ơi. Chặt mẹ nó nguyên buồn luôn đi. Buồn nó đó. Giúp nè. Ê, ai? Xé hút đầu bỏ liền má, liếm rồi má. Xé hút đầu bỏ liền cho cá. Chưa liếm được mà. Liếm được rồi. Thì thương quá ha. Nhiều cái chó ăn hết trơn á. Chữ mẹ chứ không có nói gì. Hà quýnh mẹ quýnh đó. Không cho con không. Nó nói cho đói mà. Mày đi không? Cho con.